Món quà tặng cho hai chị em này, vì học giỏi này, cảm ơn bố nhỉ. Ok, đó là đây bộ giới thiệu nha các bạn ơi. Đây là kẹo gì ạ? À? Đó là kẹo chip chip mix các vị nha. Đấy, hamburger này, kẹo bóc vỏ này, kẹo kẹo sáp này. Wow, kẹo gom này, kẹo dẻo này. Ôi rất nhiều các vị nha. Bây giờ chúng ta mở ra này. Wow, mix nhiều vị nha. Đấy các bạn ơi, chúng ta có thể bây giờ cho các bạn ăn nào. Ok, đây có các con vật nha. Ok này. Là mẹ mẹ đâu nhỉ? Mở hộ nào. Nào bây giờ mở giúp thì mẹ giúp xong mẹ lấy cho nhá. Ok, con dê luôn anh em ạ. Rất nhiều vị các bạn nhá. Đấy, nhiệt để biết ăn cái gì mà lấy à, để tôi phải bấn. Cá coca này, vậy coca này. Ôi cá sấu im đây. Wow, ôi cá sấu nè. Wow, ngon lắm. Ăn đi, mua vàng ăn mua sao là ăn đi. Ui ngon lắm, mua vàng ngon lắm. Ui ngon lắm. Xíu ăn gì? À cho xíu ăn coca trước nhá. Này một chai coca trước ăn đi. Ngon lắm. Ủa, có rất nhiều vị các bạn nhá. Wow, con gấu này. À bây giờ tớ thử ăn con gấu này. À cho mẹ ăn con gấu này, mẹ ăn gấu. Wow, rất nhiều vị các bạn ạ. Nhiều vị quá. Ngon. Đúng rồi. Thôi được rồi. Ăn kẹo bóc vỏ này. Wow, có cả kẹo bóc vỏ nữa. Wow, quá được, có cả kẹo bóc vỏ nha, rất nhiều vị nha. Chúng ta có thể mua bóc vỏ mà. Xoài cũng rồi. Giờ chúng ta có thể là mua đấy nha bạn nhá, chúng ta có thể mua 100g, 200g, 300g, 400g, 500g đấy tùy chúng ta nhá. Thật sự là hoàn toàn là ok nhá, nên là các bạn có thể yên tâm nhá bạn nhá. Đây, rất nhiều vị gồm vị nước nhá, ok nhá. Ai mua bốn bên trái và bóc vỏ nhá, kẹo sáp nhá, kẹo hamburger nhá, rất nhiều vị nhá. Ai mua bốn giờ bên trái nhá, cho xem bên này nó giàu có khỏe không nhá. Thật sự là ok bạn nhá.